Chào mừng quý bà con cùng các bạn đến với video ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý bà con cùng các bạn ba cái bí mật trong quá trình chăm sóc lợn nái mang thai. Và ngay bây giờ tôi sẽ giúp cho quý bà con cùng các bạn với những cái bí quyết như sau. Thứ nhất, đó là về chế độ dinh dưỡng. Trong chế độ dinh dưỡng thì chúng ta sử dụng cho những thức ăn hỗn hợp. Hiện nay như ở trên thị trường, quý bà con và các bạn đã biết, gần như là chúng ta đã sử dụng toàn bộ thức ăn công nghiệp. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng những cái thức ăn theo từng giai đoạn. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý đối với một con lợn nái mang thai, chúng ta chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là từ 1 đến 84 ngày. Giai đoạn thứ hai là từ 85 ngày cho đến lúc đẻ. Vậy thì hai chu kỳ của cái thời gian mang thai nó không giống nhau, như vậy cái thức ăn cũng cần phải khác nhau. Đặc biệt đối với những cái trường hợp mà chúng ta chưa áp dụng thức ăn công nghiệp thì giai đoạn 1 là chúng ta dùng thức ăn thô nhiều hơn, giai đoạn sau chúng ta dùng thức ăn tinh nhiều hơn, thì trong cái phối trộn nó sẽ phù hợp. Nhưng tôi khuyến cáo với quý bà con và các bạn, ta nên sử dụng những thức ăn mà các công ty đã sản xuất theo từng giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2. Như vậy sẽ đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng, đáp ứng cho bào thai cũng như sự phát triển của bào thai. Vậy chế độ ăn thì chúng ta làm thế nào để cho phù hợp? Có một số trường hợp chúng ta lạm dụng thức ăn, cho ăn quá nhiều làm cho con nái béo, béo quá dẫn đến tình trạng gì? Khó vận động. Thai nhi sau này cũng phát triển sẽ mất cân đối. Trong quá trình thức ăn quá nhiều thì dẫn đến một cái hệ lụy, đó là khi lợn con đến giai đoạn mà sinh ra quá to, dẫn đến để viêm đường sinh dục, cũng như có những cái trường hợp là cần phải can thiệp. Nhiều trường hợp chúng ta cần phải can thiệp bằng tay hay là dụng cụ về sản khoa. Như vậy là rất dễ gây tổn thương cho đường sinh dục. Cái giải pháp dễ nhất ở đây, chúng ta sẽ điều chỉnh cái thức ăn sao cho phù hợp để thai phát triển là không quá to, khi sinh ra thì dễ dàng hơn mà không gây viêm nhiễm. Đấy là yếu tố về thức ăn và cách cho ăn. Ngoài ra về chế độ về dinh dưỡng thì chúng ta còn có yếu tố về vệ sinh chuồng trại. Vậy thì vệ sinh chuồng trại chúng ta phải thường xuyên dọn dẹp sạch cái môi trường phân do nước tiểu ở trong cái môi trường sống của con nái, cũng như làm thông thoáng cái chuồng nuôi. Và ngoài ra nữa, chúng ta cần phải gì? Phun thuốc khử trùng theo định kỳ, có thể 1 tuần 2 lần. Nếu trong tình huống khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra dịch thì chúng ta vui lòng phun gì? 1 tuần là 3 lần phun. Như vậy nó sẽ hạn chế được cái mầm bệnh. Cái điều thứ ba vô cùng quan trọng, đó là yếu tố về chăm sóc cũng như phòng bệnh. Cần phải tiêm đầy đủ các loại vaccine để giúp cho con nái của chúng ta phòng bệnh thông qua bào thai. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái vaccine như sau. Vaccine thứ nhất đó là dịch tả cổ điển. Vaccine thứ hai đó là PED. Vaccine thứ ba đó là E. coli. Và còn một số loại vaccine khác. Nhưng ở đây tôi khuyến cáo với bà con sử dụng 3 cái loại cơ bản trước. Còn tùy thuộc vào cái môi trường và trong quá trình chúng ta chăn nuôi để chúng ta lên lịch vaccine cho phù hợp. Như vậy, với 3 cái bí quyết về chế độ ăn là 1, về cái thứ hai đó là gì? Vệ sinh. Cái thứ ba đó là chúng ta gì? Chăm sóc cũng như sử dụng các cái loại vaccine tiêm phòng cho con nái của chúng ta để đáp ứng được miễn dịch thông qua bào thai. Nếu như quý bà con mà làm được đúng đủ 3 cái điều trên, tôi tin chắc rằng việc xử lý hiệu quả chăn nuôi của quý bà con sẽ khác biệt hoàn toàn.
theo quan điểm của quý bà con cùng các bạn, có những cái và bí quyết thêm chúng ta cũng có thể chia sẻ với cộng đồng chăn nuôi của chúng ta để có thêm được kiến thức. Và thông qua video này, quý bà con và các bạn nhớ hãy like, comment và đăng ký vào kênh của tôi. Ngoài ra, nếu bất kể quý bà con của các bạn có cần về chủ đề nào, nội dung gì, chúng ta sẽ comment bình luận ở phần dưới của video, để tôi biết là nhu cầu của quý bà con đang cần trao đổi về lĩnh vực thông tin như vậy, thì tôi sẽ giúp cho quý bà con được tốt hơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.